Hoan nghênh chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mạnh Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Mạnh Tài Lộc trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hy vọng anh chị và các bạn vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mạnh Tài Lộc trong những thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Mạnh Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 6 tháng 9 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hành thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mạnh Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay. Về thông tin tử vi ngày 6 tháng 9 năm 2024, thứ 6 dương lịch, âm lịch là ngày 4 tháng 8 năm 2024, là ngày Quý Dậu, tháng Quý Dậu, năm Giáp Thìn, tiết khí Sử Thử, hôm nay là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Sửu và tuổi Tỵ, lục hợp với tuổi Thìn, hình với tuổi Tuất, hại với tuổi Mão và xung với tuổi Hợi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Đinh Mão, Tân Mão và Đinh Dậu. Tuổi bị xung khắc với tháng cũng là tuổi Đinh Mão, Tân Mão và Đinh Dậu. Về ngũ hành niên mệnh, kiếm phòng kim, hôm nay là ngày Quý Dậu, tức chi sinh can, đây là ngày tốt. Nạp âm, kiếm phòng kim, kỵ tuổi Đinh Mão và tuổi Tân Mão. Ngày thuộc hành kim, khắc hành mộc, đặc biệt người tuổi Kỷ Hợi, nhờ kim khắc mà lại được lợi. Ngày Dậu, lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và tị thành kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Sao tốt trong ngày hôm nay cùng với sao Thiên Đức, Tứ Tương, Ấm Đức, Quan Nhật, Cát Kỳ, Bất Tương, Trừ Thần và sao Minh Phệ. Sao xấu gồm có sao Đại Thời, Đại Bại, Hàm Trì, Cửu Tiêu, Vãng Vong và sao Ngũ Ly. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 6 tháng 9, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, mở kho và xuất hàng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như họp mặt, xuất hành. Về hướng xuất hành, đi theo hướng chính Tây để đón tài thần và đi theo hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 6 tháng 9 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2024 ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2024. Lần giải tử vi của 12 con giáp mới nhất ngày 6 tháng 9 cho thấy ngày mới bị cục diện tường phá thái tuế ngáng trở, khiến người tuổi Tý có một ngày làm việc chẳng mấy suôn sẻ. Bạn cần phải hết sức thận trọng, kẻo rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng mà lừa gạt, mà đôi khi lại còn rước họa vào thân. Vận trình tài lộc của tuổi Tý trong ngày mới cũng không khá hơn là bao. Tiền bạc trong ngày rất dễ bị thất thoát khi mà sẽ bị kẻ xấu lợi dụng tính cả tiền để nhằm chiếm đoạt tài sản. Hôm nay, các mối quan hệ xã giao của tuổi Tý cũng không mấy hài hòa. Tuổi Tý cũng nên nhớ rằng khi mà giao tiếp không chỉ đơn thuần là những lời nói. Bạn hãy vận dụng giao tiếp một cách có hiệu quả nhất và cũng đừng quên rằng sẽ có những cách khác nhau để bạn có thể truyền tải suy nghĩ
và thông điệp của mình một cách hiệu quả để cho đối phương có thể thấu hiểu một cách dễ dàng. Bù lại thì phương diện tình cảm của tuổi Tý hôm nay đang khá tốt. Trong ngày ngũ hành tương sinh, ngày này báo hiệu tuổi Tý có một ngày đào hoa nở rộ, tình duyên phơi phới, đặc biệt với những người đang còn độc thân. Còn với các cặp đôi thì hãy tiếp tục duy trì mối quan hệ ngọt ngào. Dù cả hai đều có những mối bận tâm riêng, nhưng bạn hãy luôn quan tâm, hãy luôn chia sẻ mọi thứ với nhau để cho mối quan hệ càng có được những bước tiến vượt bậc và vững chắc. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, bạn hãy truyền tải suy nghĩ và thông điệp của mình một cách hiệu quả nhất. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, đời sống tình cảm đang có chuyển biến tích cực. Người độc thân hạnh phúc khi tìm được những người tâm đầu ý hợp. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, công việc trì trệ, không nhận được những thành tích xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, bạn cần phải thận trọng, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng khiến công việc gặp phải sai sót. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, bạn có thể vấp phải chiêu trò cạnh tranh, phá hoại từ đối thủ khiến vận trình tài lộc đi xuống. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Thân và người tuổi Sửu. Con số may mắn là số 1 và số 6 và màu sắc cát tường là màu đen và màu xanh da trời. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày thứ 6, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 6 tháng 9 cho thấy đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu trong ngày này đang rất thuận lợi. Với sự hậu thuẫn từ cục diện tam hợp, những người làm công việc tự do thì đón chào ngày mới có cơ hội làm ăn rất tốt. Mọi người thì cũng đều nhận ra rằng bạn là người đáng tin cậy, khách hàng tìm đến đông đảo và thường xuyên hơn khiến doanh thu trong ngày cũng được cải thiện nhanh chóng. Bên cạnh đó, đường tài lộc của tuổi Sửu cũng đang khá ổn định nhờ ngày có thiên quan nâng đỡ. Với những người làm kinh doanh, bạn sắc sảo hơn, có nhiều góc nhìn mới về phương diện tài chính. Việc tiết kiệm, dành dụm thì có thể là một trong những phương án rất tốt để bạn trở nên an tâm hơn về vấn đề tài chính. Tuy nhiên thì đầu tư mới mang lại cho bạn những nguồn thu nhập thụ động để chinh phục những mục tiêu về tài chính. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy trong ngày ngũ hành tiêu hao, khuyên người tuổi Mão bạn nên để cho chuyện tình cảm diễn ra một cách tự nhiên nhất. Nếu có duyên thì hai người chắc chắn sẽ không thể lạc mất nhau. Bạn đừng vì một chút cãi vã mà lại suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là không nên nghĩ đến chuyện buông bỏ. Cứ để đôi bên cùng có khoảng không gian và thời gian riêng để yên tĩnh tự nhìn nhận tình cảm của bản thân. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, tình duyên thì cũng đang được cải thiện đáng kể. Các cặp đôi tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngọt ngào. Về tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, thành quả nhận được ngày hôm nay là nhờ sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm suốt quãng thời gian vừa qua. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, đầu tư tài chính có thể đem lại cho bạn những nguồn thu nhập thụ động để chinh phục những mục tiêu tài chính lớn hơn. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, bạn hãy kiên định với mục tiêu đã lựa chọn, điều đó giúp bạn có cơ hội để phát triển đúng với nỗ lực đã bỏ ra. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, công danh sự nghiệp đang thuận lợi. Những người làm công việc tự do có cơ hội làm ăn phát tài. Về sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Hợi và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 7 và số 6 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu nâu. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Sửu
trong ngày 6 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2024. Lần giải tử vi 12 con giáp ngày 6 tháng 9 cho thấy ngày Dậu tuyệt Dần khiến cho người tuổi Dần hôm nay có xu hướng căng thẳng và nóng nảy trong mọi tình huống. Nếu như giữa bạn và những người làm lãnh đạo có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên đẩy mâu thuẫn lên quá cao. Bởi dù có thắng hay thua trong cuộc tranh luận như vậy thì chưa chắc bạn đã là người nhận được những lợi ích. Bạn hãy chờ một thời điểm khác khi mà đôi bên đều bình tĩnh thì hãy trao đổi lại với nhau. Ngoài ra, ngày này người tuổi Dần cũng được khuyên bạn nên thận trọng trong mọi việc. Nếu bạn tận dụng được sự nhiệt tình và khả năng tập trung cao độ của mình thì bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách khá nhanh chóng, thậm chí còn có thể đạt được những kết quả tích cực. Ngược lại, nếu bạn vội vàng, sốc nổi thì rất dễ bị lừa gạt, khiến kẻ tiểu nhân có cơ hội quấy phá dẫn đến thất bại. Bên cạnh đó, trong ngày ngũ hành xung khắc, bạn cũng đừng vội vàng hấp tấp để thay đổi bản thân chỉ vì thấy mình khác biệt so với người khác. Bạn cũng nên nhớ rằng mỗi người đều có một tính cách không trộn lẫn được với bất cứ ai. Những sự khác biệt đó cũng chính là điều giúp bạn có sức hút của riêng mình. Về tử vi tuổi Giáp Dần mệnh thủy, tránh vội vàng sốc nổi, kẻo rất dễ bị lừa gạt, khiến tiền bạc tiêu tan. Về tử vi tuổi Bính Dần mệnh hỏa, chớ nên suy nghĩ cực đoan, rất dễ dẫn đến những hành động nông nổi, mắc phải sai lầm không đáng có. Về tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ, việc phát triển mối quan hệ với đồng nghiệp, với bạn hàng cũng là điều nên làm ở thời điểm hiện tại. Về tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, nếu vội vàng thì bạn chỉ gặp phải những điều rắc rối và bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Về tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh kim, đừng vội vàng hấp tấp thay đổi bản thân chỉ vì thấy mình khác biệt so với người khác. Về sự nghiệp của người tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm cũng là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần là người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 1 và số 6 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu tím. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 6 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy, hôm nay đón chào ngày mới, gặp ngày có tương xung lâm vận, nên có điểm báo tiểu nhân cố tình gây hại với tuổi Mão. Trên phương diện tài lộc, hôm nay cũng có dấu hiệu bị người khác chơi xấu một cách khá rõ ràng. Tuổi Mão chỉ nghĩ tới đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà đôi khi lại không biết rằng chính những đồng nghiệp thì cũng có thể là những người ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn. Tuổi Mão dễ bị hoang mang, dễ làm hỏng việc trong ngày này. Họa tới từ chỗ nào thì không rõ, nhưng rất khó để trốn tránh. Vì vậy, bạn cũng cần phải hết sức chú ý. Tuy nhiên, nếu như cảnh giác và đề phòng thì bạn có thể giảm thiểu thiệt hại xuống mức khá thấp. Nếu phải đi xa vì lý do công việc, bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn đồ đạc tư trang cá nhân, không nên mang theo quá nhiều tiền mặt bên mình. Đặc biệt cũng nên lựa chọn những phương tiện lưu thông công cộng để giữ đảm bảo an toàn cho bản thân. Hôm nay chuyện tình cảm của tuổi Mão thì cũng đang bị ảnh hưởng khá nhiều bởi có ngũ hành xung khắc. Bạn rất dễ cảm thấy bất an, lo lắng về những biểu hiện của đối phương. Bạn không tin tưởng vào sức hấp dẫn của chính bản thân mình và cũng không đủ tin tưởng vào tình cảm giữa hai người đang dành cho nhau là thực sự có bền vững trước sóng gió hay không. Về tử vi tuổi Ất Mão mệnh thủy, bạn nên rèn luyện tính cẩn thận, tính chu đáo để đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra. Về tử vi tuổi Đinh Mão mệnh hỏa, đừng vội vàng bất chấp tất cả
mà lại lao đầu vào đầu tư, mọi thứ thì không thể đơn giản như bạn đang nghĩ. Về tử vi tuổi Kỷ Mão Mệnh Thổ, hãy rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ nếu không muốn đi vào những vết xe đổ. Về tử vi tuổi Tân Mão Mệnh Mộc, phương diện tài lộc đang có dấu hiệu không được tốt, cần đề phòng những lời đơm điều thị phi của những kẻ tiểu nhân. Về tử vi tuổi Quý Mão Mệnh Kim, tình duyên đang kém sắc, nếu quá mải miết theo đuổi sự nghiệp thì có thể đẩy tình yêu tới bờ vực tan vỡ. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là tốt, sức khỏe là trung bình và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Hợi và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 5 và số 6 và màu sắc cát tường là màu xanh và màu đen. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 6 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp ngày 6 tháng 9 cho thấy trong ngày có lục hợp ở bên nên vận trình tài lộc của tuổi Thìn đang khá tốt. Bạn cũng có được những tin vui khi mà nguồn thu nhập tương đối ổn định và các vấn đề lo lắng về tiền bạc đã dần trôi qua. Tuổi Thìn có thể bắt đầu lên các kế hoạch để sử dụng tiền bạc cho mình trong thời gian sắp tới. Bạn có thể chăm chút cho ngoại hình của mình, cho sức khỏe của mình, hoặc có thể mua một vài món đồ mà mình yêu thích bấy lâu nay. Hôm nay, cát khí lan tràn nên khả năng thành công của những người làm kinh doanh, những người buôn bán cũng đang là khá cao. Bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị hoặc gặp được những đối tác, những bạn hàng đáng tin cậy. Đôi bên sẽ tin tưởng nhau và có thể hợp tác cùng phát triển. Tuy nhiên, trong ngày ngũ hành kim sinh xuất nên vận trình tình duyên lại có phần kém sắc. Bạn có thể sẽ cần có những động thái tích cực thay vì sự chán nản mà lại buông xuôi. Đây cũng là một ngày u ám với người tuổi Thìn ở phương diện tình cảm. Chuyện vợ chồng yêu đương thì không chịu thông cảm và không thấu hiểu cho nhau nên có thể dẫn đến tình trạng cãi cọ to tiếng. Về tử vi tuổi Giáp Thìn Mệnh Hỏa, có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị hoặc gặp được những đối tác, những bạn hàng đáng tin cậy. Về tử vi tuổi Bính Thìn Mệnh Thổ, có tin vui khi mà thu nhập tương đối ổn định, có thể bắt đầu lên các kế hoạch cho việc đầu tư sắp tới. Về tử vi tuổi Mậu Thìn Mệnh Mộc, sự nghiệp đang tiến triển thuận lợi, giúp bạn tràn đầy cảm hứng sáng tạo trong công việc. Về tử vi tuổi Canh Thìn Mệnh Kim, trước khi đến với một mối quan hệ nghiêm túc, cả hai đừng vội đặt nặng vấn đề hôn nhân. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn Mệnh Thủy, cơ hội để cho bạn thể hiện khả năng của mình, hãy kịp thời nắm bắt, chớ để lãng phí. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Tý và người tuổi Dậu. Con số may mắn là số 5 và số 0 và màu sắc cát tường là màu cà phê và màu xám. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 6 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy về phương diện công danh sự nghiệp, ngày này tuổi Tỵ trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn rất nhiều dưới sự hỗ trợ của tam hợp. Bạn xác định được những việc mình cần phải làm trong từng thời điểm. Bạn dứt khoát lựa chọn và loại bỏ những điều không thực sự cần thiết trong thời điểm hiện tại để tiến tới những mục tiêu xa hơn. Thêm vào đó nữa, thiên tài xuất hiện còn mang đến tài lộc và vận may cho con giáp tuổi Tỵ trong chuyện làm ăn kinh doanh và buôn bán. Thậm chí có nhiều người còn có được
những nguồn thu nhập không hề nhỏ từ những công việc tay trái, hoặc có những người hỗ trợ bạn trong vấn đề đầu tư. Thậm chí có những người còn may mắn ở những trò chơi may rủi. Bên cạnh đó, ngày có tam hợp ở bên báo hiệu chuyện tình cảm của tuổi Tỵ đang diễn ra khá êm đẹp. Bạn sẽ có được những khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu thương. Những cãi vã, những giận hờn trước đó cũng dần dần tan biến. Người ấy thì cũng đã hiểu và thông cảm cho những nỗi khổ tâm của bạn mà bạn đang phải gánh chịu trước đó. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, hãy xác định những việc mình cần phải làm trong từng thời điểm để đưa ra những sự lựa chọn dứt khoát nhất. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, người độc thân nên mở rộng những mối quan hệ, tự tin vào chính bản thân mình, đừng so sánh với bất cứ ai. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, lợi nhuận thu về vượt ngoài dự kiến, giúp bạn tự tin hơn rất nhiều. Về tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, có thêm nguồn vốn tài trợ, thu về nhiều lợi nhuận, mang đến cho bạn những thành quả xứng đáng. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, bạn hãy vô tư, hãy lạc quan, biết yêu chiều chính bản thân mình, đừng lo lắng những chuyện chưa tới. Về sự nghiệp của nghịch tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ là người tuổi Sửu và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 9 và số 6 và màu sắc cát tường là màu tím và màu đỏ. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ 6, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 6 tháng 9 cho thấy đón chào ngày mới được thiên tài che chở, nên vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ không có điều gì đáng phải lo ngại. Nếu như bạn đang do dự hoặc gặp khúc mắc khó giải quyết thì bạn cũng nên tìm đến những người có nhiều kinh nghiệm đi trước để xin lời khuyên. Sự tương trợ của họ sẽ giúp bạn có được cái nhìn thông suốt và khách quan hơn rất nhiều. Tuy nhiên, phương diện tài chính của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay thì lại không được suôn sẻ cho lắm do đang chịu sự ảnh hưởng của cục diện tương phá. Hôm nay đang có điềm báo mất tiền mất của, nên người tuổi Ngọ cũng cần phải chú ý trong vấn đề chi tiêu sử dụng tiền bạc cho cẩn thận. Đặc biệt, bạn nên thực hiện đúng các kế hoạch chi tiêu, tránh xa đà, kẻo lại tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của tuổi Ngọ trong ngày cũng đang có phần kém sắc vì ngày có ngũ hành tương khắc. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy hài hòa vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Vợ chồng thì cũng nên chia sẻ nỗi niềm trong cuộc sống, đừng giữ mọi chuyện trong lòng chỉ vì nghĩ rằng người ấy không hiểu được. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, nếu như đang do dự hay gặp khúc mắc điều gì, bạn cũng nên tìm đến những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, tình duyên đang không tốt, tình cảm lúc tàn lúc hợp, sự nóng vội khiến bạn mất đi những hình ảnh đẹp. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, bạn hãy chú ý hoàn cảnh giao tiếp và thái độ của mình sao cho phù hợp để tránh bị người khác chê cười. Về tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, có nguy cơ mất mát tiền bạc, làm ăn thua lỗ hoặc bị lừa gạt. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc, công danh sự nghiệp đang hành thông, nên tranh thủ thực hiện các kế hoạch quan trọng mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Về sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Ngọ là người tuổi Mùi và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 3 và số 6 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu tím. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ,
hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 6 tháng 9 cho thấy trong ngày có chính quan lâm vận. Ngày này báo hiệu đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi đang rất thuận lợi. Bạn vừa có năng lực lại dám thử thách bản thân ở các hạng mục mới. Với tinh thần tập trung rất cao độ và luôn sẵn sàng tiến hành ngay các kế hoạch mới mà không cần chờ đợi. Điều đó đã giúp bạn tận dụng được rất nhiều cơ hội và giành lợi thế cho bản thân mình. Tuy nhiên, cơ hội thì sẽ thường đi kèm với thách thức. Nếu như bạn quá thỏa mãn với những gì mình đã đạt được và lại ngủ quên trên chiến thắng thì chắc chắn bạn sẽ bị loại bỏ ở phía sau. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng cố gắng chính là bí quyết để có được thành công lâu bền. Hôm nay, trong ngày ngũ hành sinh xuất thì cho thấy sẽ có những chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra. Người tuổi Mùi cũng cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Bạn rất dễ khiến cho đối phương bị tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm. Tuy không muốn gây tổn thương nhưng kết quả lại thành ra ngược lại. Về tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, tránh thỏa mãn với những gì mình đã đạt được bởi không bao giờ ngừng cố gắng chính là bí quyết thành công. Về tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, được giải tỏa nỗi lo lắng về tài chính, được tận hưởng cơ hội và có được lợi thế. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, cách tiếp cận công việc khác biệt đã giúp bạn tạo được ấn tượng tốt trên con đường sự nghiệp. Về tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, nên lưu tâm đến vấn đề hợp tác, tránh hành động hấp tấp nóng vội. Về tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, nhân duyên không được tốt đẹp như mong muốn, bạn cảm thấy công sức bỏ ra chẳng hề xứng đáng. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là trung bình và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Hợi và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 5 và số 7 và màu sắc cát tường là màu nâu và màu xám. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 6 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 6 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 6 tháng 9 cho thấy đón chào ngày mới, may mắn sẽ mỉm cười với người tuổi Thân vì đang có cục diện tam hội che chở. Tuổi Thân có năng suất làm việc rất cao và không ngần ngại khi đối diện với khó khăn thử thách. Thậm chí càng khó khăn bạn lại càng cảm thấy hăng hái và quyết tâm hơn. Do đó tuổi Thân hoàn toàn có quyền đặt thêm nhiều hy vọng hơn vào thời gian sắp tới. Ngoài ra, nguồn thu nhập của tuổi Thân cũng đang ổn định và sẽ có chiều hướng tăng tiến tích cực. Chính tài ở bên thì giúp cho tuổi Thân không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc hoặc những vấn đề bất ngờ phát sinh. Dưới sự giúp sức của mọi người xung quanh, mọi việc cũng đã sớm được giải quyết chu toàn. Chỉ cần bạn nỗ lực không ngừng, bạn sẽ được đền đáp bằng những khoản thu nhập xứng đáng. Tuy nhiên, trong ngày kim khí vượng thì cho thấy tuổi Thân thường xuyên cảm thấy mất ngủ, trằn trọc vì không thể ngủ đủ giấc. Và có lẽ đó cũng là do bạn suy nghĩ khá nhiều. Bạn hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình vì chúng không thể giúp ích gì cho công việc của bạn mà còn có thể khiến cho sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng tiêu cực hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, nhân duyên hài hòa, tình cảm êm đẹp, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón yêu quý. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, chỉ cần nỗ lực không ngừng, bạn sẽ được đền đáp bằng những khoản thu nhập xứng đáng. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, sự suy tính, tính toán kỹ càng cẩn thận giúp cho bạn cũng có được cuộc sống thoải mái hơn. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, hài lòng với vị trí hiện tại và đang muốn bước tiếp trên con đường đã lựa chọn. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim,
hãy lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn và hãy cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý. Về sự nghiệp của nghịch tuổi Thân ngày hôm nay, được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là trung bình và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Thìn và người tuổi Tý. Con số may mắn là số 1 và số 6 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu nâu. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày thứ 6, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024. Luận giải tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện tự hình xuất hiện khiến cho người tuổi Dậu có thể tự gây áp lực cho chính bản thân mình bởi tính cố chấp, suy nghĩ tiêu cực. Thậm chí bạn còn có thể gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Vốn sự việc chẳng có điều gì quá to tát, nhưng đôi khi bạn lại chuyện bé xé ra to, cứ như vậy càng khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Chính vì vậy mà ngày hôm nay cũng khuyên người tuổi Dậu bạn nên làm mọi việc một cách từ tốn, bởi càng nhanh nhanh chóng chóng vội vàng thì càng rất dễ làm hỏng việc. Bạn đừng vồ vập và cũng đừng quá hấp tấp. Bạn cần có sự chậm rãi khiến bạn cảm nhận mọi thứ ý nghĩa hơn rất nhiều. Ngoài ra, trong ngày kim khí vượng, tuổi Dậu cũng cần phải chú ý chăm sóc bản thân. Cơ thể xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường thì bạn cũng nên đi thăm khám bác sĩ, tuyệt đối không được phép chủ quan. Bên cạnh đó, bạn cũng ăn uống, ngủ nghỉ sao cho hợp lý, cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Và bên cạnh đó, cũng nên lựa chọn một bộ môn thể dục thể thao nào đó phù hợp với thể trạng của mình để duy trì mỗi ngày, để tăng cường sức đề kháng, giữ gìn sức khỏe dài lâu. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, không nên tự gây áp lực cho bản thân mình bởi tính cố chấp, suy nghĩ tiêu cực. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, tình cảm đang tiến triển êm đẹp, đôi khi bạn biết cách chăm lo và luôn có trách nhiệm với gia đình. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, thái độ kiêu căng, không biết kiêng dè ai là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong công việc. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe bản thân mình. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, hãy xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh để giúp ích cho công việc. Về sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày hôm nay, được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dậu là người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 1 và số 0 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày thứ 6, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 6 tháng 9 cho thấy trong ngày có cục diện tương hại xuất hiện, cảnh báo người tuổi Tuất có thể gặp một vài rắc rối trong công việc vì bị tiểu nhân lợi dụng và phá hoại công sức bấy lâu nay. Vì thiếu cảnh giác, tuổi Tuất rất dễ dàng bị sập bẫy. Bạn tin người một cách thái quá nên tới cuối cùng chỉ có thể tự trách chính bản thân mình chứ chẳng thể trách được bất cứ ai. Lời cảnh báo dành cho tuổi Tuất, bạn đừng để những cơn bốc đồng khiến cho bản thân đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ. Bạn cần phải kiểm tra nguồn cơn của những cảm xúc này và hãy giải tỏa nỗi lo lắng của mình. Chỉ có như thế thì bạn mới có thể có một ngày làm việc hiệu quả hơn. Hôm nay tuổi Tuất cũng có thể phải đối mặt với nhiều biến cố không hề nhỏ ở phương diện tình cảm vì đang trong ngày ngũ hành kim sinh xuất. Người độc thân không chịu mở lòng vì những nỗi buồn trong quá khứ. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì lo lắng
những tổn thương chưa biết có thể xảy ra hay không trong tương lai. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, đừng để những cơn bốc đồng khiến bản thân đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, nên quyết liệt hơn trong mọi hành động, đừng để những nỗi sợ cản trở mình đến với thành công. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, nếu giữ được tâm trạng bình ổn trước biến cố, thì chắc chắn sẽ tìm được các hướng để đến với mục tiêu ban đầu. Về tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, bạn trở nên có phần mù quáng trong chuyện tình cảm, bị tiểu nhân chơi xấu mà lại không hề hay biết. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, cần duy trì phong độ vững vàng để kiểm soát công việc sao cho tốt nhất. Về sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất là người tuổi Thân và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 3 và số 6 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu vàng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Và cuối cùng, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày thứ 6, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 6 tháng 9 cho thấy ngày có thiên ấn lâm vận, người tuổi Hợi có đường công danh sự nghiệp tiến triển rất thuận lợi. Nếu có bất kỳ vướng mắc gì thì bạn cũng có thể tìm được những hướng giải quyết một cách dễ dàng nhờ sự trợ giúp chỉ bảo của cấp trên và của đồng nghiệp xung quanh. Tuổi Hợi được nhiều người yêu mến, được nhiều người giúp đỡ nên dù gặp phải khó khăn cũng dễ dàng vượt qua. Hôm nay bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều khi mà thử thách cũng chính là cơ hội để bạn thăng tiến. Vì thế bạn hãy nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ hay do dự. Quý nhân xuất hiện trợ giúp khiến mọi việc trở nên dễ dàng trôi chảy hơn. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm thì trong ngày có ngũ hành tương sinh giúp đỡ. Ngày này, người tuổi Hợi có những mối lương duyên tốt đẹp. Bạn và người ấy càng trở nên thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nếu như còn chưa đi tới hôn nhân thì đôi bên có thể bắt đầu suy tính nghiêm túc về vấn đề này. Và chắc chắn bạn và nửa kia cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình hai bên. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, quý nhân xuất hiện trợ giúp khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, trước khi bắt đầu bất cứ kế hoạch nào, bạn cũng cần tìm hiểu và suy tính cho kỹ càng, tránh sai sót. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp bạn gặp được những người đồng chung chí hướng. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, đường công danh sự nghiệp tiến triển suôn sẻ, có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, đừng để sự chần chừ thì khiến cho bạn bỏ đi những cơ hội đáng tiếc. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là trung bình và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi là người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 1 và số 0 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 16 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.